con nấu ăn với mẹ nó nha. Không sâu, không ừ. đen. Chào má. Không cần ngọt. Và nấm này khi mà mình mua thì mình lựa mình thích những ăn cái mắm nấm không nó vừa thôi, nó đừng có to quá. Thì như vậy mình làm cái món nấm này nó sẽ được dễ thấm hơn. Thì mình sẽ để hết cái phần nước tương vô. Đường và hạt nêm mình cũng sẽ để vô. Mình nấu cho cô Vi với con ăn nha. Có thể ăn mình mắm sẽ không? Để vô đây là một ít ớt bột để cho nó có cái vị cay nhẹ. Tương ớt và dầu hào thì mình cũng sẽ để vô. Để cái phần gia vị này thì các bạn nêm sao cho hợp. Mình sẽ để hết cái phần nước tương vô. Đường và hạt nêm mình cũng sẽ để vô. Mình nấu cho cô Vi với con ăn nha. Có thể ăn mình mắm không? Mình sẽ để vô đây là một ít ớt bột để cho nó có cái vị cay nhẹ. Tương ớt và dầu hào thì mình cũng sẽ để vô. Để cái phần gia vị này thì các bạn nêm sao cho hợp. Bi, cầm điện thoại mẹ làm chi á? Hả? Sao Bi? Ố, thế con lại mở hình ba thế này? Hả? Con mở hình ba, đòi ba. Nè, ba đây này. Ừ. À, mày mở hình ba cho con này, ba này. Hôn ba đi. Con hôn ba đi. Con nhớ ba không? Chị có Bi lại nhớ ba à? Ba sắp về rồi. Hay là mẹ gọi cho ba nhá. Nha. Được không? Mẹ gọi ba cho con nha. Ok không? Ừ? Hôn mẹ miếng này mẹ gọi ba cho. Ừ? Hôn ba yêu. Vẫn cứ đòi ba à? Hả? Này hôn ba miếng là mẹ gọi ba cho. Này hôn ba đi. Hôn ba này. Gọi ba nha. Đây, mẹ gọi cho ba nha. Xem ba đang làm gì nha. Đấy, ba mẹ con gọi cho ba nè.
Nghe đấy, đấy. Sao ba mãi không bắt máy nha? Ôi sao ba không bắt máy rồi? Hay là ngồi chị đây chơi một tí rồi mẹ gọi lại cho ba nhé. Nhá. Được không? Ngồi đây chơi một tí nha. Rồi tí nữa mẹ gọi lại cho ba xem ba có bắt máy không, chắc ba đang đi làm không có mạng á nha. Được không? Ừ. Đợi ba xíu nha. Nha. Đừng có buồn nha. Được không? Nhá. Tí nữa mẹ gọi lại cho. Được không? Nhớ ba lắm hả? Em nhớ ba lắm hả? Ủa, mẹ thương ghê. Man nhớ ba không? Ừ. Man ơi. Đừng buồn nhé. Nhớ mẹ thương. Đừng buồn nè. Để mẹ xem nào, mẹ xem gọi lại cho ba đã nhá. Nè, con ngồi đó đi, con ngồi đó mẹ gọi cho ba cho. Ừ, để mẹ gọi cho. Anh cứ bấm một tôm nha. Đâu mà mãi mà không được nhỉ? Chán thế nhờ. Nó cũng đòi ba kìa. Để chờ xem thấy ba có gọi lại không nhé. Nhá. Nào gọi đi nào. Ngoan nhé. Hai chị em dành ba hả? Nào nào, không nghịch nghịch nữa nè. Không nghịch nha. Đó, ơ, ba gọi nè. Nghe nhá, ê, ba gọi nè. Ê. Ba. Hello, cô Bi. Ba này. Ê. Ê, ê, ê. Ba. Hôn là ba, cô Bi hôn ba kìa, cô Bi rồi dành điện thoại kìa. Cảm ơn nữa nha. Ê. Ê. Ừ. Cô Bi gọi cho ba hay là mẹ gọi á? Cô Bi nhờ mẹ gọi á. Ồ, cô Bi nhờ mẹ gọi á. À, nhớ ba. Nè, đi mai hôn ba đi. Ba về rồi nha. Nè. Mai mốt ba về thăm cô Bi với Mon với mẹ nha. Ý, cô Bi, ý, cô Bi thả nào? Tim cho ba nữa kìa. Hello. Ê. Mon khóc nhè. Mai, mai cũng đòi ba kìa. Mai này, mai này ba gọi kìa. Mai, mai này. Chưa chưa. Mai mặc đồ đẹp không? À đồ mới à, mai có đồ mới à. Ê, mai để cho chị Cơ Bi nhìn bên nào đây. Bi ơi. Con uống sữa chưa, Cơ Bi? Bi ơi. Giỏi. Giỏi. Bi ơi. Nè, Bi, Bi. Bi uống sữa chưa? Ý, Bi uống sữa chưa? Uống sữa chưa? Hôn ba hả? Hôn ba kìa, Bi hôn ba đi. Bi hôn ba đi. Hôn bé hả? Đó, rất rồi. Ủa, cô Bi lại lướt đi đâu rồi? Chắc là mấy ngày không ba đi làm rồi nhớ ba hả? Cô Bi kìa. Hôn ba. Bi đòi dành điện thoại luôn rồi kìa. Hôn ba nè. Cô Bi hôn ba đi. Hôn đi, hôn ba đi, con hôn ba đi. Hôn tiếp điện thoại hả? Ê, con hôn ba đi. Ê, con thích không? Ừ. Cô Bi hôm nay uống sữa chưa? Bi đi đâu hả con? Ô, Bi lấy đồ của Mon khơi cho ba nè. Cô Bi lấy gì về đó? Đây nè.
Đây đưa mẹ đưa cho các bạn nha. Cái gì hả con? Ý đồ mẹ mua cho Mon này. À, áo mới của Mon hả? Ý con khoe áo mới của Mon á. Ý Mon cũng thích nè. Ờ, Mon đang còn nhỏ mà mẹ mua áo mới cho Mon á nha. Ý cho Mon chưa có đồ á, chưa có quần áo á. À, Kobe đang bảo Mon Mon chơi nè. Ở nhà chơi ngoan nha, đừng có phá mẹ nghe chưa. Con dạ đi, con ok đi. Ok ba đi. Rồi bye bye ba, để ba đi làm nữa nè. À bye bye ba nè. Bye bye. Sao ba về nha, sao ba về ba mua quà ra. Bye bye. Bye bye. Bà tắt máy nha. Rồi ba tắt máy mất tiêu rồi. Nha nha, ở đây chơi với mẹ nha, không nhớ ba nữa nha. Ba nói ba về ngay ấy mà. Nha. Nha, ba về ngay ấy mà. Vui chưa? Ừ. Chân vui chưa? Ừ.